Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Quý vị thân mến, nam giới tuổi kỷ mùi sinh năm 1919 là những người có cá tính mạnh mẽ và luôn kiên định với cái sự lựa chọn của mình. Tuy rằng trong mắt của người khác, đôi khi họ bị đánh giá là những người bảo thủ, nhưng cũng chính vì cái nét tính này mà họ đã đạt được những cái thành công nhất định trong cuộc sống. Ở à, bước sang năm 2024 nó giáp thìn, thì cuộc sống của các quý ông tuổi kỷ mùi sẽ có những cái bước tiến tương đối là lớn. Sự nghiệp thì phất lên như diều gặp gió. Và để lý giải cho những cái thành công này thì xin mời quý vị và các bạn cùng đi sâu vào tìm hiểu về cái vận trình tử vi chi tiết công danh sự nghiệp gia đạo sức khỏe của những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 năm mạng trong năm mới 2024 năm giáp thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, À, trong video ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 nam mạng trong cái năm 2024 năm giáp thìn xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được vận trình chi tiết trong năm của những gia chủ tuổi 1979 kỷ mùi à, quý vị thân mến những người tuổi 1979 kỷ mùi có thiên can là kỷ địa chi là mùi người này có lá số là âm nam có ngũ hành bản mệnh là thiên thượng hỏa có cung mệnh là cung chấn thuộc mộc được gọi là giã thảo chi dương có nghĩa là dê đồng cỏ có xương con dê, tướng tinh là tướng tinh con rùa, con nhà xích đế, cô bần. Trong năm 2024 nó giáp thìn thì những người tuổi uh, những người tuổi tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 năm mạng thì có thiên can kỷ gặp giáp thì nó là chính quan. Nó là chính quan. Vậy nên trong năm 2024 được chính quan nâng đỡ nên là những gia chủ tuổi kỷ mùi không gặp phải vấn đề nào quá khó khăn. Vì thế đừng quên nói lời cảm ơn hay là bày tỏ cái sự tôn trọng uh, những cái công sức của mọi người xung quanh cái sự nhắc nhở tử tế từ đồng nghiệp trong thời gian này cũng cho phép những người tuổi kỷ mùi có thể tránh được những cái sai sót trong công việc. Đồng thời, những cái thay đổi về cái cách làm việc, tham gia một một vài cái dự án mới sẽ hứa hẹn nói chung ấy, trong cái năm 2024 là một cái sự lựa chọn khá là tốt. Tất nhiên thì không ai là bắt tay vào làm là thành công ngay được. Nếu như ăn may như thế thì cái rủi ro nó cũng sẽ tiềm tàng. Do đó, những người tuổi kỷ mùi 1979 năm mạng trong thời gian này hãy cứ bình tĩnh mà tiến bước bằng cách xử lý từng vấn đề nhỏ một thì sẽ được hanh thông thuận lợi. Thêm vào đó chúng ta có mùi à, thìn gặp mùi đó, thìn gặp mùi là cục diện là tương hình. Ở à, trong năm 2024 nó giáp thìn gặp cục diện tương hình với với thái tuế đúng không ạ? Vậy nên là công việc thì có những cái trục trặc nhất định nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng phát huy cái khả năng của bản mệnh. Dù gia chủ đã nỗ lực nhưng mà vẫn vấp phải nhiều cái sự mất mát đấy và nó mất khá nhiều cái thời gian mới khắc phục được cái vấn đề vì vậy mà trong năm quý vị cần phải nỗ lực hơn nữa thì mới mong muốn có được những cái thành công bên cạnh đó trong năm do gặp cục diện là tương hình về thái tuế vậy nên những người tuổi kỷ mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc bên cạnh đó cái kim bài thái tuế năm 2024 là giáp thìn thì chính là ngài gì lý thành đệ tướng quân biểu tượng của ngài lý thành là một tay cầm kiếm và một tay cầm một túi vải đó mặt sau là có in hình cái phủ thái tuế À, các cụ ngày xưa có nói là gì? Thái tuế đương đổ tọa vô hỉ át hữu họa. Có nghĩa là cái tai ương nó có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Vì thế mà quý vị cần phải gì? Nghênh đón thái tuế bằng cách sử dụng một cái kim bài thái tuế luôn mang theo bên mình. Quý vị có thể để trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại. Đó, vân vân, để những cái nơi mà gần mình để được gì thái tuế che chở tương trợ giúp đỡ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn. À, quý vị thân mến, đó là cái vận trình tổng quan của năm đúng không ạ? Như vậy là gì? Năm 2024 là giáp thìn thì những gia chủ từ kiếm mùi sinh năm 1979 năm mạng đó thì là 46 tuổi. Ở cái độ tuổi 46 này thì quý vị gặp cái sao hạn đó là cái sao la hầu. À, sao la hầu thì được được biết đến là cái ngôi sao xấu nó thuộc hành kim. Cái sao la hầu nó kỵ nhất tháng riêng và cái tháng 7 âm lịch. Trong năm mà bị sao la hầu nó chiếu mệnh thì gia chủ có thể gặp phải nhiều cái xui rủi liên quan đến chuyện tranh chấp, đến luật pháp gây tổn hao về tài sản cần phải đề phòng những tai nạn hoặc là các bệnh liên quan đến mắt cái nạn công danh sự nghiệp thì cũng cần đề phòng rất nhiều để giảm các tác động tiêu cực từ cái sao la hầu mang lại thì trong dân gian vẫn thường quan niệm là gì đầu năm phải làm một cái nghi lễ gọi là nghi lễ dâng sao giải hạn để, để để hóa giải cái vận hạn này thì trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về cái tính chất của sao la hầu như sau la hầu hạn ấy nặng thay tháng riêng tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền môn chung đủ bạc hao tiền tử sắc tài khí đảo điên như là đàn ông nặng hơn đàn bà nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau hao tài tốn của ốm đau sinh ra ẩu đá, lao đao chẳng hiền đàn ông vận mạng bất yên tai nạn phản phúc của tiền tốn hao ăn ở ngay thẳng chẳng sang rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng đó đó là cái sao la hầu tiếp theo ngoài cái sao la hầu thì trong năm nay thì gia chủ sẽ gặp một cái hạn năm đó là cái hạn tam khêu đúng không hạn tam khêu Hạn tam khoeo thì ngày xưa các cụ nói gì? Cái hạn tam khoeo nó vẫn là một cái đại hạn và ngày xưa các cụ đúc kết ra một câu là gì? Huỳnh tuyển bệnh nặng nguy vong, tam khoeo đo mắt để phòng tay chân. Thì từ hai câu thơ trên nó đúc kết ra rằng cái hạn tam khoeo là một cái hạn xấu về sức khỏe. Đặc biệt là các bệnh liên quan đến mắt và chân tay xương khớp. Thì ngoài ra vào cái năm gặp hạn tam khoeo thì gia chủ sẽ dễ vướng vào cái chuyện thị phi tai tiếng và chịu nhiều cái áp lực lớn về cái tâm lý. Đó và trong năm để hóa giải cái hạn hạn tông kheo cũng như là cái sao la hầu nó mang lại cái vận xấu cho gia chủ thì những người tuổi kỷ mùi 1979 nam mạng thì quý vị hãy sử dụng một cái minh quang pháp bảo để hóa giải minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó đang làm bằng bạc đúng không ạ à, mặt này, trên sáu cạnh này, này nó có khắc lục tự đại minh chú của nhà phật mặt trước và mặt sau thì có in hình bông hoa sen đó và khi mà chúng ta dọi đèn vào đây thì nó sẽ hiện ra phía trước một cái cái hình tượng là cái chú bát nhã tâm kinh kèm theo cái bài kèm theo cái hình tượng là đức phật đang ngồi thiền thì đức phật và cái chú bát nhã tâm kinh nó sẽ ở trong cái viên cầu pha lê này khi chúng ta dọi đèn qua thì nó sẽ hiện ra phía trước như vậy nó mang cái ý nghĩa là mang lại cái gì cái sự tịnh tâm an nhiên khai sáng trí tuệ à, vì vậy mà khi chúng ta mang theo cái minh quan pháp bảo bên mình ấy, thì sẽ được thần phật che chở độ mạng được gia tiên tiền tổ phù hộ giúp đỡ à, giúp cho một năm được thuận lợi may mắn hanh thông và nó sẽ hóa giải được những cái hạn xấu như là cái sao la hầu và cái hạn tam khoeo cũng như là các loại đại hạn trong năm đó vậy nên quý vị hãy luôn mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo để được trợ mệnh hộ thân minh quan pháp bảo cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quan pháp bảo mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc cho mình đó đó là cái minh quan pháp bảo một vật phẩm để hóa giải các vận hạn của năm đó À, thưa quý vị, trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi ký mùi 1979 nam mạng thì bị phạm vào cái hạn kim lâu đó. Về hạn xét về hạn kim lâu thì bị phạm vào kim lâu thân. Về hạn hoang ốc thì gặp gì tứ tấn tài không bị phạm đúng không ạ? Và tam tai thì cũng không bị phạm. Như vậy là phạm cái hạn kim lâu thì cái chuyện cưới hỏi hay là cái chuyện mà làm việc lớn ấy như là xây nhà, tậu xe, tậu châu cưới vợ vân vân thì quý vị cũng gì cũng cũng nên kiên kỵ nhá, kiên kỵ để cả năm được bình an và may mắn hơn. À bên cạnh đó trong năm 2024 nó giáp thìn thì chúng ta có gì có tuổi kỷ mùi ấy, thì lâm vào cái 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 lưu niên là mộc dục đúng không ạ cái lưu niên mộc dục thì nó khiến cho những người tuổi kỷ mùi có cảm giác là không ổn định trông tranh và đó là cái điều thường thấy khi mà gia chủ bắt đầu làm một cái gì đó mới à, không ai dám chắc tương lai sẽ dẫn mà các bạn đi đến đâu cả thế nhưng đừng bỏ lỡ những cái 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 nỗi sợ đừng để cho những cái nỗi sợ nó cản bước các bạn đi đến thành công Cuộc sống đang còn rất nhiều điều thú vị chờ đón. À, quý vị đừng có để bất cứ vật gì hay là bất cứ ai cản trở mình. À, tất nhiên cái việc này sẽ khiến à, gia chủ phải đánh đổi à, và nhưng mà gì, các bạn cần phải tập trung trong giai đoạn này là để để gì, để có một cái kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó trong năm 2024 nó giáp thìn thì chúng ta có gì? Mùi gặp thìn đúng không? Mùi gặp thìn là cục diện tương phá à tương hình vậy nên trong năm ấy thì nó sẽ xảy ra rất nhiều cái chuyện khúc mắc hơn nữa thìn và mùi ấy thì nó là cục diện bình hòa vậy nên trong năm ấy thì về xét về cái quan hệ tình cảm gia đình cũng như là cái quan hệ vợ chồng ấy thì cũng khá là bình ổn không gặp quá nhiều cái khó khăn cái chắc trở mọi cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ thì cũng được gì giải quyết do là các bạn trong thời gian này đã thấu hiểu được cho nhau nhiều hơn đã biết chia sẻ những cái gánh nặng của đối phương vì thế mà vận trình tình cảm sẽ được khá là tốt lành nhưng bên cạnh đó thì cái cái, cái cục diện về sức khỏe của cặp đôi này thì cũng sẽ không tốt đúng không ạ? do gặp cái mùi và thìn là cục diện là hai anh thổ thổ nó vượng thì thân sẽ bị nhược và dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa cũng như là gì các bệnh về về phổi đấy. À, vì thế mà quý vị cần phải đề phòng và giữ gìn cái sức khỏe của mình à, sức khỏe là quan trọng nhất đúng không ạ? quý vị có sức khỏe thì sẽ có tất cả. vậy nên là gì quý vị phải cân đối cái công việc và cái sinh hoạt hàng ngày đừng có làm việc quá sức mà nếu ốm ra thì lại khổ vừa phải tốn tiền điều trị, vừa mất thời gian, vừa mất công vất việc, lại gì, đôi khi lại còn liên lụy đến người khác nữa. Vì thế quý vị cần phải hết sức đề phòng trong thời gian này. À, bên cạnh đó trong năm 2024 giáp thìn thì chúng ta có gì? Có địa chi thìn này, ẩn tàng ba thiên can là Mậu, Quý và Ất. Mậu, Quý và Ất. À, chúng ta có kỷ gặp mậu thì nó là kiếp tài kỷ gặp quý thì nó là thiên tài và kỳ gặp ất thì nó là thất sát hay thương quan ấy thiên quan ấy đó như vậy là gì trong năm 2024 giáp thìn chúng ta có kỷ gặp mậu thì nó là kiếp tài đúng không ạ cái kiếp tài nó lâm vận thì nó cũng nói lên rằng trong năm ấy thì những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 ấy, nói chung ấy là sẽ rất vất vả về con đường sông công danh sự nghiệp vì có kiếp tài nó lâm vận công việc lúc nào thì cũng chật vật bận rộn à, lại hay có tiểu nhân đeo bám quấy phá tìm cách hãm hại những người tuổi kỷ mùi nam mạng là những người nhiệt tình, thẳng thắn nhưng rất dễ bị lợi dụng. Vậy nên gia chủ sẽ dễ hay nảy sinh ra những cái nghi ngờ trong cái quyền lợi của mình ở cơ quan và đôi khi á những cái quyết định của mình cũng sẽ dễ gây nên nên những cái ấn tượng xấu với những người khác. Đó. À bên cạnh đó chúng ta có kỷ gặp ất thì nó là cái thất sát. Đó. Cái thất sát thì nó nói lên rằng trong năm 2024 những người tuổi kỷ mùi nam mạng gặp thất sát nó chiếu vận nên là cẩn thận trong cái công việc vì dễ có cái, cái cái cái, điều tiểu nhân tranh đấu gia chủ thời kỳ mùi là những người thông minh năng động nhưng mà dễ nóng tính dễ bị kích động đó là cái sơ hở để kẻ xấu có cơ hội là phá hoại cái sự nghiệp mà gia chủ đã gây dựng bấy lâu nay và cướp mất cái công sức cướp mất cái thành quả của quý vị trong thời gian này vậy nên để hóa giải cái kiếp tài và cái thất sát cũng như là cái cục diện tương hình này thì những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân hợi máu mùi thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ đó, tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống giúp cho cuộc sống được gì bình yên và may mắn hơn bên cạnh đó thì nó cũng sẽ giúp hóa giải những xung sát thị phi hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến đó vòng tác hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hãy sử dụng hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc trận đời cho những người tuổi kỷ mùi à, đó khi một quý vị gặp khúc mắc gặp khó khăn gặp trắc trở trong công việc hoặc trong cuộc sống ấy, thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp cho vận trình công việc được hanh thông thuận lợi à, và gia chủ sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn nhiều điều bình an trong thời gian này đó vậy nên quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tác hợp quý nhân hợi máu mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ à, bên cạnh đó trong năm ấy thì lại có cái thiên tài nó chiếu vận đúng không ạ do đặc kỳ gặp quý thì nó là cái vận thiên tài cái vận thiên tài nó ghé thăm trong cái năm 2024 ấy nó cho thấy những gia chủ tuổi kỳ mùi nam mạng thì sẽ rất giỏi trong thể hiện cái bản lĩnh về kiếm tiền của mình ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất thì gia chủ cũng đủ cái khéo léo để mở ra những cái cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình thế nên tiền bạc của gia chủ thì khá là rủng dính là cái điều dễ hiểu và bản mệnh cũng có thể kiếm tiền bằng việc làm thêm dù hơi vất vả nhưng mà sẽ giải quyết được cái chuyện tiền nong trong thời gian này và thời gian này thì nói chung ấy Quý vị sẽ gặp rất nhiều cái may mắn Rất nhiều cái may mắn về vận trình tiền bạc Có thể là được ra ngoài đường nhà tiền Một số người thì có cơ may là trúng số đổi đời Một số người thì có cơ hội là bốc thăm trúng thưởng vân vân Đó Vậy nên là quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này Để gia tăng thêm cái may mắn Gia tăng thêm cái tài lộc cho mình đó à, thưa quý vị như vậy là gì trong năm 2024 năm giáo thìn thì, thì xét về tổng quan năm thì gia chủ được cục diện là chính quan tức là gì sẽ có lợi cho những người làm quan chức những người làm đa công tác ấy thì cũng sẽ gì được lọc và rất dễ được có cơ hội được thăng quan tiến chức còn cái cục diện tương hình nó cho thấy là cục diện tương hình và kiếp tài thất sát nó cho thấy là trong thời gian này thì quý vị khá là vất vả phải buôn ba đó do luôn bị gì tiểu nhân hãm hại nhưng bên cạnh đó nếu mà quý vị cứ cố gắng hết mình nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy, thì cũng sẽ được thiên tài là chiếu vận nó cũng sẽ mang lại cái vận may mắn tiền bạc tài lộc nó đến với mình đó trong thời gian này thì quý vị cũng có thể tiến hành công việc đầu tư kinh doanh à, đầu tư kinh doanh hoặc là đầu tư tài chính ấy, hoặc là những cái 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 mối đầu tư mà quý vị đã tìm hiểu rõ thì cũng có thể là gì có được cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn và cái tài lộc cho mình đó đó là những người tuổi kỷ mùi Nam mạng vậy nên những người tuổi kỷ mùi trong thời gian này hãy cố gắng hơn một chút nữa thôi thì các bạn sẽ có thể là bứt phá được cái thành công trong cái năm 2024 năm giáp thìn à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 Nam mạng trong cái năm 2024 năm giáp thìn đó, à, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái thông tin hữu ích mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp chú ích cho quý vị nắm bắt được cái vận trình của mình trong năm 2024 năm giáp thìn từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong việc đầu tư kinh doanh từ đó sẽ giúp gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc và quý vị cũng biết được cái vận trình sức khỏe cũng như là vận trình tài lộc của mình như thế nào để nắm bắt lấy cơ hội gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn